Thông điệp ngày hôm nay của em là tôi biết ơn câu chuyện cuộc đời là mỗi ngày tôi được tiếp thêm một chút. Cái này nó rất đúng với em. Thì là những chuyện nó xảy ra đến với em thì mình luôn biết ơn và trân quý nó. Nó đã động lực để cho mình chỉ là hơn. Chứ không phải là dùng dựa vào nó để cho mình lượng ra là mình thế là cái tiền cái thông điệp này cái là nó để thấy rằng nó chính xác cho mình nhớ đối với em. Còn cảm xúc ngày nay của em là sáng, cảm xúc của em là thì không khó cho bằng cỡ, nhưng mà sau đó em gạt qua một bên và em kiếm niềm vui khác, nên là cảm xúc sau đó thì đến giờ trưa đến giờ là cảm xúc của em là vui vẻ dạy hết. Thì tặng cho em một câu, hãy tự hỏi mình vào mỗi buổi sáng, hôm nay mình chọn năng lượng gì để sống. Mọi năng lượng mà em đón nhận trong ngày, một là em thả trôi, hai là sẽ đi từ cơ thể cũng lên đầu ngày. Mình hãy chọn cái năng lượng mà mình sẽ sống với nó trong ngày. Dạ, thân miệng của em nè, tôi biết ơn những khoảnh khắc cảm ứng chạm vào tôi, khiến tôi nhận thấy mình đang thực sự sống. Chứ không chỉ đơn giản là tồn tại. Nhưng qua số thân miệng này, khi em nhận được thì em thấy là nó giống như là cái công việc để nhắc nhở bản thân mình để mình thấy là mình cái sự sống nó khác với chỗ mình tồn tại. Sự sống là mình phải biết vươn lên, biết vượt qua và tiếp thu những người xung quanh. Cái cảm xúc hôm nay của em á, thì buổi sáng đi làm là buổi sáng là em bán và cũng hồi hộp, mới vừa vào nhạc vươn lên anh lên đây là hồi hộp và run lên thì thấy đâu có nhiều mình nghĩ vui là cảm thấy thương tho mát mẻ vui vẻ. Dạ, tổng thức em tóm lại là hôm nay là vui tới thời điểm này. Hai điểm của em là thái độ biết ơn và thái độ sống. Tôi nuôi dưỡng mỗi ngày, những suy nghĩ của tôi luôn tập trung vào sự tích cực và lòng biết ơn cơ thật tâm cho những điều tốt lành đang chảy vào cuộc đời tôi mỗi ngày. Cái này nó nói liên quan với em bây giờ công việc của em hiện tại, bây giờ em đã biết ơn gì mà mình đang đang coi cái gì đó mình phải nỗ lực giúp mọi người đưa đi bệnh như vậy. Còn cảm giác em nghe hát bị áp lực khi nghe nói đi học chị nhã em không biết nói gì. Giờ sao nãy giờ mình nói dữ vậy? Đúng không? Bà con thấy nó nói vậy không? Thì đó là những điều em nói từ trong trái tim của em. Thì vấn đề là em đâu có cần phải sợ rằng là em nói gì, em làm gì là phải hay chứ. Có bao nhiêu người? Dạ, 20 vắng 1 còn 19. Ừ, ok, vắng 1 này dưới đó không có phước. Quá lộ vậy. Thứ đó nó không có phước ăn ngày hôm nay. Ừ. Thôi em lựa 19 cái đi, tại vì em đang làm tổ trưởng mới. Mà thường ai làm tổ trưởng mới khi bước vô làm chị cũng đều phải tạo điều kiện, đúng không? Nhân viên mới, tổ trưởng mới, tất cả cái gì mới mình cũng phải tạo điều kiện để mọi người học rễ. Và có một câu mà chị muốn tặng em, lúc nãy em nói là mọi người vui thì mình vui, vậy mọi người buồn sao? Mình cũng vui. Điều đó là bản năng, bản lĩnh. Khi em đứng đầu của một chuyện, có những lúc mọi người đang bị hụt năng lượng, đang bị thiếu niềm tin, em vẫn phải dẫn và em vẫn phải đi, đó mới là bản lực. Trong một gia đình cũng vậy, ủa chồng buồn, con buồn, xong buồn nó cũng mất theo hả? Nếu mình tin đó là điều mình cần làm và cần phải làm, đúng không? Mình vẫn phải làm sao để mình dẫn dắt con mình nó vượt qua nỗi buồn đó. Đó có phải là em làm không? Hay là con buồn cái này còn mình khóc theo con? Mình phải tìm ra con đường để dắt con mình vượt qua những cái trở ngại và thách thức đó. Câu chuyện khi em làm tổ trưởng của một chuyện nó cũng như vậy. Kể cả hôm nay em có vui, niềm vui đó cũng không phải rằng là ngày nào nó cũng vui như vậy. Nên việc đó là việc cần phải chuẩn bị trước ở trong đầu ha. Cho nên câu của mình sẽ đổi lại rằng là mình chọn, khi mình chọn mình đang đứng đầu của một chuyện, con em nó cũng hy vọng em được thành công hơn, đúng không? Chứ không phải cả đời chỉ là một người công nhân ngồi tại chỗ, đúng không nào đó? Có phải vậy không? Ừ. Vậy thì em cũng có thể làm gương cho con mình. Khi mẹ là người phấn đấu, mẹ không có sự may mắn được ăn học như con, đúng không? Nhưng mẹ phấn đấu từ vị trí của một công nhân lên một kỹ thuật, từ kỹ thuật lên vị trí tổ trưởng. Và không phải mẹ làm để mẹ kiếm lương cho một mình mẹ, mà mẹ có thể tạo điều kiện cho cuộc sống ít nhất 20 con người đứng sau mẹ. Thấy nó khác không? Đúng không? Tự nhiên mình tự ngưỡng mộ trong người mình là mình cũng cảm thấy mình chỉ đại hẳn lên một tí, bởi vì mình làm được, phải không? Nên là mình chọn, khi mình chọn đứng đầu thì mình phải chọn
dám đối diện với cô đơn, dám đối diện với thách thức, và phải là người có một cái niềm tin trong mình để dẫn người khác đi, chứ không phải phụ thuộc theo cảm xúc của những người dưới mình. Hai điều đó nó khác nhau rất nhiều giữa bản năng và bản lĩnh. Được không nghe? Dạ. Ừ, ok, thấy em bị bấm tập. Dạ, thông điệp của em hôm nay là tôi biết ơn những thay đổi và đã đang và diễn ra trong cuộc đời tôi. Thay đổi là một phần tự nhiên của cuộc sống. Tôi đón nhận với tấm lòng biết ơn. À, từ lúc mà cứ mỗi lần rút cái tờ từ chị đưa nó không có lần nào nó giống lần nào đâu, mà sao hay lần nào nó cũng giống đi, nó cũng liên kết với cái hoàn cảnh trong lúc đó của em. À, năm nay đúng là thay đổi là một cái điều phải bắt buộc, cũng giống như là hiện giờ công ty mình đang thay đổi, mình sẽ làm qua mạng FOB, thì đó là một sự thay đổi lớn bản thân em trong công việc gia đình. Lấy chồng 2 năm có gì thay đổi, có gì thứ nó có cố đó mà nghĩ thay đổi là một phần tự nhiên, cho nên là chuyện này em sẽ đón nhận trong tâm thế vui vẻ. Còn cảm xúc của em lúc này em có đồng cảm xúc rất là vui. Mới nãy cái kia mới trốn xong lên đây tự nhiên chưa bao giờ mà ngồi là vỗ tay rồi cười khỏi cái buồn phiền bay hết. À, nhân đây chị cho em nói thêm câu là thật ra em nãy giờ mọi người biết ơn những thay đổi, nhưng thật ra em cũng rất là biết ơn anh Phi trong tổ kỹ thuật và cả bạn Loan là rộng lòng trong việc là sẵn sàng bộ để bạn Loan vào trong nhà bà Hiền Antigone. Ở đó giống như nó có hai con người có lý do bạn Loan cũng là đúng này nọ, nhưng mà thật ra khi lựa chọn để vào một vị trí nào đó, ở đó có lý do để người làm chung với mình, quản lý mình chọn lợi. Cho nên trong đời của em nó có cái sự tích cực, cho nên nha, cái này cũng ép lá tiết vô thì cũng không là. Và thứ và có một cái thôi xin hôm nay trong đây thì có bạn nam của Hoàng Thành là hiện đại, là bạn sẽ là người gọi là quyền tổ trưởng trong thời đoạn này, là công ty sẽ không, cũng như bản thân My sẽ không tuyển tổ trưởng ngay chỗ Hoàng Thành, mà trong tổ Hoàng Thành nghĩa là bốn bạn và bạn nam đang là quyền tổ trưởng ở Hoàng Thành. Bạn sẽ quán xuyến những cái việc liên quan tới tổ trong giao hàng mọi thứ, cho nên là lát nữa chị cho em xin bốn cột cho tổ Hoàng Thành. Cái thứ hai xin một cái nữa là hôm nay trong này không có tổ cắt không có tổ cắt, nhưng tổ cắt hiện tại là cũng chưa tuyển được tổ trưởng. Nhưng mà trong thời gian vừa qua thì các anh chị cũng dưới sự giám sát của mình cũng không đến nổi, đúng không? Cho nên là em cũng 11 viên cho tổ cắt, đẩy một về đỡ viên cho tổ cắt. Cho nên là, và cái lời cuối cùng là hôm nay rất là vui, em rất biết ơn ai đó đã để chị làm đứng cạnh anh Bình. Ở đó nó có một ý nghĩa vô cùng quan trọng, mà nhiều lúc em cũng thấy xấu hổ khi em đứng em nói với hai anh chị là không lẽ tôi dẫn lên gặp chị Hà. Cho nên ngày hôm nay sinh nhật anh Bình, chúc mừng sinh nhật anh, sau đây mong anh cũng luôn luôn đứng bên cạnh chị ấy.